Chương trình tiếp tục với những thông tin thời tiết. Chào chị Phương Ly ạ, thời tiết hôm nay ở Nam Bộ có gì đáng chú ý không chị? Xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì dự báo ở Nam Bộ sẽ ít khả năng xảy ra ngập úng ở nhiều nơi, bởi vì triều cường sẽ giảm hẳn, số điểm mưa vừa, mưa to cũng sẽ giảm hơn những ngày trước. Hiện tại thì ngoài trời ngay lúc này, khắp Nam Bộ trời tạnh ráo, gió mát. Trong sáng nay, trời nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn với tổng số giờ nắng chỉ khoảng 2-3 tiếng. Vì vậy, nhiệt độ toàn miền không quá cao, như là tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh trong khoảng 31-32 độ. Còn khu vực ở miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ cũng như là thành phố Phú Quốc, dao động trong khoảng 29-31 độ, trời mát. Đến trưa nay thì dự báo là ở miền Tây Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông, sau đó sẽ lan dần lên phía miền Đông Nam Bộ. Các điểm mưa vừa và mưa to cũng sẽ tập trung ở miền Tây và sẽ giảm hơn so với ngày hôm qua. Trong cơn dông, quý vị cũng cần phải đề phòng với lốc xét cũng như là gió giật mạnh. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo hôm nay trời khá nhiều mây, đôi lúc là hưởng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng không quá 31 độ, cho nên không khí mát mẻ duy trì cả ngày. Đến chiều và tối là khoảng thời gian mà dự báo ở Cần Thơ có khả năng xảy ra mưa dông, có nơi mưa vừa, mưa to, kèm theo dông gió giật mạnh. Với thành phố Phú Quốc, dự báo là mưa có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày, vì vậy nhiệt độ ở đây chỉ khoảng là 29 độ, rất dễ chịu. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió ở đây không quá cấp 5.